Hello, mình là Bình Long và mình đến từ lớp 12A13 và sau đây là những tài năng của lớp mình. Đầu tiên là... Và mình sẽ kết thúc video này bằng một bài rap để kỷ niệm 3 năm học tại Lương Thế Vinh của A13 tụi mình. Vào lớp 10, khuôn mặt tràn đầy vui tươi, làm quen với bao nhiêu người, chào bạn cũ xin chào bạn mới. Lên 11, leo cầu thang lên tầng 3, lớp tôi chính A13. Ra trời toàn nhìn xuống dưới, ngắm mấy bạn nữ ơi là xinh, và tìm thấy người tôi theo đuổi. Đôi khi hơi bị thần kinh, viết vài dòng tin xuống tầng dưới. Đám bạn tôi hay chê cười, vì mái tóc như tàu lá chuối. 16 tôi còn đang đỏng, như soạn văn thì vẫn cứ lười. Thịt đã trở lại đá cầu, thịt sơ vang nguồn ngâm thơ. Đến giờ ăn phải vất vả, đến toàn lý hóa tôi học trong mơ. Đầu óc đã rối tùm lum, trong cái tuổi mình còn mỏng mơ. Áp lực từ những lời nói, khiến cho tôi thật là bơ vơ. Đến lớp đầu óc trên mây, mấy thế bảo tôi trong ngơ ngơ. Bác ơi là mệt mỏi thêm, chịu thất bại theo tên trong đêm. Làm sao để giải quyết trăm thứ ngàn thứ khi mỗi ngày đều sốt xem. Chỉ một dòng tin nhắn thôi đã khiến tôi phải thức tàu đêm. Học kỳ 1 rồi học kỳ 2, lớp lại vắng thêm một người nữa. Phòng học này thật nhỏ bé nhưng thêm 10 đứa nữa vẫn cứ vừa. Chia tay cả lớp 11, như vừa chia tay 2 năm. Ngày 20 tháng 11, cô lại có không cho lên thăm. Chỉ muốn nói lời xin lỗi và cho vài đóa hoa đỏ thắm. Nước mắt cứ luôn chảy ngược, đến bây giờ đã là 1 năm. Nhắc đi cô không phải lo, A13 vẫn còn tốt lắm. Nhắc đi cô không phải lo, màu áo lớp vẫn còn sáng lắm. Năm 12, ngày đầu tiên đi học lại. Sau bao ngày học online, bận chất bài bận chuyện tóc tai. Mọi thứ bộn bề tròn lên nhau, không cần phải gồng thêm đâu. Một năm chỉ ở ngày mai, không ai để ý thời gian đâu. Có ngày chuông báo thức phai, nhận ra mình đã ra trường. Không còn bền bộ áo dài, không thấy người mình thầm thương. Về hiện tại, lựa chọn không đi nhầm hướng. Cũng đã sắp xa nơi này, 12 năm rồi vẫn còn mượn. Năm cuối rồi, tôi thấy trong lòng chơi vơi. Nhiều điều cất giấu bấy lâu, nhưng không thể hé nửa lời. Nhưng thật tôi yêu lớp lắm, tôi thích những giờ ra chơi. Mà em như hoa phồn thắm, mắt cần nằm vào giữa sáng ngời. Tôi quý cô và yêu lớp, cả năm nay lời năm trước. Ngày 20 tháng 11, nước mắt tôi cứ luôn chảy ngược. Tôi luôn lùi thủi như thế, để cảm giác được thời gian trôi. Xa